4. Lưu ý khi tắm nước nóng để bảo vệ sức khỏe Tắm đúng cách không chỉ giúp bạn có một làn da sạch sẽ, mà còn mang lại những giây phút thư giãn sau một ngày làm việc mệt mỏi. Vậy tắm như thế nào là hợp lý? Dưới đây mẹo và cuộc sống chia sẻ đến bạn 4. Lưu ý khi tắm nước nóng để bảo vệ sức khỏe trời lạnh. Số 1. Tắm trước khi ăn sáng Tắm nước nóng bằng vòi hoa sen trước khi dùng bữa sáng sẽ giúp cơ thể bạn tăng tuần hoàn máu, loại bỏ những chất được chuyển hóa và bài tiết ra khi ngủ, và lấy lại sự sản khoái cần thiết. Tuy nhiên, bạn nhớ đừng tắm nước quá lạnh rất dễ bị cảm và thời gian tắm cần ngắn và nhanh. Số 2. Nên tắm trước 20 giờ tối. Trở về nhà sau một ngày dài làm việc mệt nhọc, tắm nước nóng bằng vòi hoa sen vào buổi tối trước 20 giờ là... Liệu pháp thư giãn tự nhiên và hiệu quả nhất giúp bạn giảm stress? Tắm trong 10 phút là thời gian thích hợp nếu bạn tắm dưới vòi hoa sen. Không nên tắm quá lâu hơn. Thời gian đó để tránh bị nhiễm lạnh do cơ thể bạn không được ngâm mình đều trong nước, như khi tắm bồn. Số 3. Không nên tắm gội bằng nước quá nóng. Thường thì những người tắm gội bằng nước nóng đều cảm thấy rất thoải mái khi những tia nước nóng dội xuống người. Tuy nhiên họ không biết rằng làn da của họ lại bị thương tổn khá nhiều. Nước nóng khiến da bị bong tróc khỏi lớp màng bảo vệ tự nhiên, khiến tình trạng da bạn trở nên xấu đi. Không nên quá mạo hiểm với làn da như vậy. Bạn hãy giảm nhiệt độ nước khi tắm. Tắm bằng nước nóng 37 đến 40 độ C sẽ giúp bạn thư giãn cơ bắp, thải độc tố ra bên ngoài cơ thể và lấy lại sự bình tĩnh. Song nếu cơ thể mệt mỏi hay có vấn đề gì về tuần hoàn, thì không nên ngâm mình quá 10 phút. Số 4. Vệ sinh vòi hoa sen thường xuyên Theo các chuyên gia nghiên cứu, lượng nước đầu tiên được xả ra ở vòi là lượng nước chứa nhiều vi khuẩn nhất. Vì vậy, trước khi tắm, hãy mở vòi hoa sen và xả nước ra ngoài trong 1 đến 2 phút rồi mới tắm. Nếu gia đình bạn sử dụng bình nóng lạnh, hãy để chế độ nóng và xả ra vài phút để tiêu diệt bớt vi khuẩn. Sau đó điều chỉnh lại để tắm bạn nên thường xuyên sử dụng các dung dịch có tính sát khuẩn chuyên dụng để lau rửa vòi hoa sen sẽ giúp làm giảm bớt vi khuẩn bám dính ở vòi hoa sen. Bạn cũng đừng quên cọ rửa nhà tắm, nhất là khu vực vệ sinh ít nhất một lần trên tuần để hạn chế vi khuẩn xâm nhập vào vòi hoa sen và các đồ dùng khác. Số 5. Tắm trong bụng như thế nào là hợp lý? Nhiệt độ nguồn nước nên điều chỉnh từ từ để cơ thể dễ thích nghi. Nếu bạn có sử dụng tinh dầu, nên lưu ý nguy cơ bị dị ứng, thậm chí bạn nên xem xét kỹ với những sản phẩm dùng để bỏ vào bồn tắm như viên tạo màu sắc, mỹ phẩm dinh dưỡng da. Nên tắm khoảng 20 đến 30 phút là vừa. Lưu ý bổ sung nước uống sau khi tắm, đặc biệt sau khi bạn tắm nóng. Không nên tắm ngâm mình trong nước nóng và tắm hơi nóng trong thời gian dài đối với bệnh nhân bị bệnh đái tháo đường hay bệnh sơ cứng rải rác. Phụ nữ có thai hoặc bất kỳ ai bị huyết áp cao hay thấp, thậm chí những người có tiền sử động kinh, trẻ nhỏ hoặc người lớn tuổi, theo cách thông thường chúng ta nên ngâm mình trước, rồi bước ra để kỳ cọ, rồi ngâm mình tiếp, kết thúc bằng tắm vòi sen lại. Trên đây là các lưu ý khi tắm nước nóng để bảo vệ sức khỏe. Hy vọng với những chia sẻ của mẹo và cuộc sống sẽ giúp ích cho tất cả mọi người. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, nhớ đăng ký theo dõi kênh để ủng hộ mình nhé chúc các bạn vui vẻ